Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe Cửu Long Quái Sự Ký, Thiên Bốn, Thần Điện Lưu Cự, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 7. Chúng tôi thận trọng đi xuống, vừa hết lớp cầu thang thứ hai, còn một lớp nữa là vào cổng điện bên dưới. Tiếng rít lúc này như thác đổ, vừa lớn vừa dữ dội, vang lên tứ phía, kể cả trên trần, tựa như tiếng kêu khóc của cô hồn dạ quỷ. Bọn tôi bị phân tâm, chẳng biết được hiểm họa ở đây là cái thứ gì để mà đối phó. Hiểm nguy là vậy, áp lực là vậy, nhưng bọn tôi đều hiểu rằng lúc này mà chạy thì càng dễ chết hơn. Cơ quan bẫy trập, miễu dữ, ngải độc, chưa biết sẽ nhảy sổ ra bất cứ lúc nào. Chưa kể đến chuyện chạy đi mà bị chia cắt, bị lạc thì càng cầm chắc cái chết hơn. Càng gian nan nguy hiểm, càng phải bình tĩnh. Câu nói ấy đời thường đã đúng, giới lục lâm càng đúng gấp bội. Vừa chuẩn bị bước vào đoạn cầu thang thứ ba thì tôi giật mình khi quan sát thấy một cây cột bên tay phải trước mặt, cách chừng 5 thước, có một người gục vào chân cột. Tôi tá quả, thoạt đầu cứ tưởng là anh hùng. Tôi kêu lên cho mọi người nhìn về phía ấy, nhưng khi dùng thiên hổ quan sát mới phát hiện cái hình dáng đó không phải là anh hùng. Tuy có chút thất vọng, nhưng cũng may, vì nếu cái người gục ở đó là anh hùng thật thì chuyện càng thêm tệ. Xin nói, nó thấy xung quanh có động, quỷ khí dao động hỗn loạn, nó có linh cảm bất an, đột nhiên dâng trào dữ dội. Tôi nói tôi cũng vậy, nhưng không quan sát thấy gì hết. 10 phần chắc đến 9, người nằm đó là mấu chốt của cái chuyện này. Tôi ra mồ hôi ướt cả áo, nhưng vì có thiên hộ yểm trợ, tôi xung phong lên trước để xem. Sinh đứng cách tôi 2 mét, sẵn sàng tiếp cứu, Thông và Tú Linh ở phía sau. Tôi tới gần thì thấy đó là một bộ xương khô. Nhìn phục sức thì đoán là nam, tầm 40 tuổi, trong quần áo rách nát hết cả. Có vẻ như cái xác nằm đây cũng 20 năm chứ không có ít. Tôi nhìn kỹ gần đó thì ra có tổng cộng 3 bộ xương nằm rải rác và nhiều tư thế. Tôi dùng một khúc cây để nhẹ vào cái xác khiến cho nó đổ ập xuống. Vô tình làm sao lại quay cái đầu lâu nhìn về phía chúng tôi. Thú thật tôi thoáng giật mình, liền khấn trong đầu. Trưởng bối thông cảm, hôm nay vô tình mạo phạm đồng đạo chớ nên câu chấp. Sinh thấy không có gì nguy hiểm thì chậm rãi tiến đến, quan sát một lượt nó nói. Căn cứ y phục kia đồ dùng á, thì đây là dân săn lang. Chắc là 20 năm trước á, theo lời Tăng Phật Long đã vào đây rồi bỏ mạng. Xin kêu Tú Linh và Thông tiến lên được rồi, không còn gì nguy hiểm cả. Linh tính mách bảo tôi chuyện không chỉ có như vậy. Tôi bèn nhìn cái đầu lâu, trên xương có những đốm đen khô khốc. Một dự cảm bất an liền dâng lên trong tôi. Xương có đốm đen là như thế nào? Thì bất ngờ những cái đốm đen ấy di chuyển. Tôi chưa kịp kêu lên thì Sinh đã hiểu chuyện. Nó hét lên. Đúng đúng dây chân, nhanh lên. Bọn tôi chẳng phải dân ất ơ gì, nghe vậy thì không cần hỏi nhiều, vội sôi đuốc xuống. Con bà nó, khắp nơi ở dưới chân, chính xác là trong các kẽ gạch nền, là hàng triệu con ve chó, nhỏ xíu như hạt đậu khô. Tú Linh khua nhẹ đuốc nói. Nè, cẩn trương, bước nhanh lên, đi lên trên ô gạch, đừng có chạm vào chúng. Nhưng tránh được cả triệu con ve dưới chân là chuyện lực bất tòng tâm khi khắp nơi đều có. Anh Thông bước được mấy bước liền đạp phải một đám. Nó phát ra cái mùi hăng và thứ dịch màu đen tổm lợm, dẫn dụ các con khác xông lên. Bọn tôi dí lửa sát xuống gạch. Lũ này một hai con thì không sao, với cả đàn như thế này thì chạy đường nào. Nó hút một lượt là sạch hết máu thịt ngay. Bị giam cầm trong đây đã lâu, thấy thịt tươi người sống, làm sao bọn chúng chẳng thèm thuồng theo bản năng. Cá đàn ào đến như nước lũ tràn về. Bọn tôi không chạy mà co lại, khuỵ gối, khua đuốc liên tục, dí đuốc sát vào mặt đất. Bốn người bốn góc, cách này khá là hiệu quả, nhưng mỗi chân kinh khủng. Tôi động viên. Anh em ráng lên, chút xíu nữa là vào cổng bên dưới rồi. Hình như có một cái khe vực nhỏ, có thể cắt đuôi được cái đám ve này đó. Vừa nói dứt câu, tôi nghe từ hai bên vách tiếng rít chối tai ấy lại vang lên dữ dội. Sau đó là âm thanh rào rào, chính xác là ve chó tuồn ra từ các hốc có cái tượng tọa thiền. Số lượng này không thể đếm bằng đơn vị triệu được nữa rồi.
Anh Thông kêu lên: "Con mẹ nó, cái thứ này tồn tại bằng cái gì vậy?" Sinh vừa khu đuốc vừa nói: "Ông anh quên con bé Vi nói rồi hả? Cây cỏ cũng có máu. Cái lũ này chính xác là hút máu giữa cây nhiễm ngải mà lớn đó." Tú Linh thở dài: "Không xong rồi. Nè, chế đếm tới ba, tất cả vứt đuốc, chạy thật nhanh phóng qua cái khe vực kia. Nè nhóc Thiên Hổ, vực trọng không?" Không, chừng 2 mét thôi à, lấy đà là phóng được. Được rồi, nghe kỹ nè. 1, 2, 3. Tú Linh vừa dứt câu, bọn tôi liền quăng mạnh đuốc xuống đất, rồi cùng quay lưng chạy đi một mạch, phóng thẳng qua cửa điện bên dưới. May sao giữa cái lúc mà thứ ve chó gớm ghiếc đó tràn đến như nước, chúng rơi xuống vực không khác gì một ngọn thác máu cả. Có vẻ như cái khe vực này được hình thành giống như khe vực thác nước ngầm khi nãy bọn tôi gặp phải. Có điều ở đây có ít cây hơn, xung quanh vẫn có nhiều lối đi dẫn đến các căn phòng khác, hệt như cái khe vực trước. Tôi leo lên được một khoảng đủ rộng cho 4 người đứng, kéo mọi người lên rồi đốt đuốc, thấy trước mặt hiện ra một căn phòng. Căn phòng bài trí khá giống với nơi ở của những người trong Côi Thần Điện. Phòng rộng chừng 30 mét vuông, không có cửa sổ. Góc phòng có kê một cái giường, đối diện giường là một cái ghế, trên đó có một cái xác khô. Y phục từ lâu đã hóa thành cát bụi, ngay cả cái xác cũng chỉ còn lại xương mục mà thôi. Chạm mạnh thì có lẽ quá thành tro bụi ngay. Các vật dụng khác như gốm có rất nhiều, được để đầy trong một góc. Tú Linh nói: "Nhìn những cái đồ gốm này đó, hình như đây là thứ được chuẩn bị để làm đám tang theo văn hóa của người phụ nam." Anh Thông trước giờ chưa vào cổ thành hoặc thần điện bao giờ, có vẻ thích thú trước những cái xác như vậy, liền tiến đến định sờ thử vào xem sao. Sinh lúc này đang lay quay chăm đuốc, đuốc của nó vừa cháy lên, nó bùng lên rất mạnh rồi leo lét chẳng khác nào ánh nến. Sau đó đến lượt đuốc của bọn tôi cũng vậy. Ravati Chandra. Đuốc tắt đi, thứ tiếng thì thầm ma quái đó vang lên. Tôi bất giác sợ tới đổ mồ hôi lạnh. Giữa lúc tay anh Thông chạm vào vai của cái xác trên bàn, tôi còn chưa kịp thốt ra câu chửi nào thì ngay sau lưng anh Thông, một cái đầu nữ quỷ to như cái thúng đang há miệng ra định đớp lấy anh một phát. Anh Thông dĩ nhiên cũng không phải loại chỉ biết nói cái miệng. Trong tích tắc, anh lập tức nhận ra hiểm nguy, cúi đầu, xoay người, vung tay một phát, đã thấy cây dao đi rừng phủ tro xá lợi quẹt ngang một đường ngay giữa mặt con nữ quỷ, khiến cho nó kêu trống lên, lui về phía góc phòng. Thứ gớm ghiếc ấy mặc chiếc áo khoác chéo xà rong, không có chân, trông như đang bay lơ lửng. Hai con mắt mở ra thao láo, chiếm hết nửa khuôn mặt. Đôi môi rất dày, đỏ chót, nổi bật gớm ghiếc trên nền da sạm đen. Nanh của nó dài và nhọn. Bọn tôi lui dần ra cửa, bức tường trong góc vỡ ra. Từ trong ấy thò ra rất nhiều cánh tay dài sạm đen quỷ dị, cũng giống như nữ quỷ đang lơ lửng kia. Tôi nhủ thầm: "Bỏ mẹ rồi, phen này vào ngay hang ổ của đám quỷ xấu xí nữa." Sinh la làng lên: "Vào nhầm phòng mai táng rồi, chúng ta cửa khác đi, nhanh lên." Vừa dứt câu, nó mở một hồi thiên đăng ẩn quang, lũ quỷ kêu lên tre tré. Nhưng tôi biết dễ gì ăn thua, vì thứ quỷ này đã hấp thụ linh khí thần điện hơn 1000 năm kia mà. Bọn tôi tranh thủ lúc thằng Sinh câu vợ thì vòng ra cánh cửa hồi nãy, đu dây lần mò trên vách để đến căn phòng gần nhất, cách chừng 7 mét. Đang di chuyển, thằng Sinh lại hét lên: "Chết chà, nó được theo, không ổn rồi." Tôi dùng thiên hổ quan sát thật nhanh, liền hô lên: "Nè, con đường đó, tất cả nhảy xéo qua bên dưới." Tôi phát hiện cái góc xéo bên dưới có một cái mỏm đất, đồng thời có vẻ như có cả lối đi. Các bọn liền nhắm hướng ấy mà phóng. Anh Thông tận dụng ưu thế, phóng xuống trước để đỡ bọn tôi. Còn thằng Sinh thì thể hiện một tuyệt kỹ hết sức đẹp mắt. Nó lấy đà lao xuống, rồi lập tức xoay người lại một vòng. Khi đối mặt với đám quỷ mặt bành ở trong hang, nó khai chú dạ xoa sát. Một luồng quỷ khí dạ xoa lan truyền trong không gian, lạnh tới thấu xương, đánh thẳng vào đám nữ quỷ, khiến cho con gần nhất lập tức bị nuốt trọn. Những con còn lại thì trút trở lại vào trong hang, không dám đuổi theo. Anh Thông đưa tay ra đón thằng Sinh, nền đất bỗng nứt toát ra. Thì ra bọn tôi đang đứng không phải là trên nền đất, mà là một lớp tựa như gạch ngói trộn vữa. Cả bọn trơi tọt vào căn phòng bên dưới, đau điếng hết cả người. May mà có anh Thông đỡ, không thì bầm dập là cái chắc rồi. Anh Thông dường như cũng gãy một số cái xương, nhưng không quan trọng,
nằm một chút thì anh lại hồi phục thôi. Thằng Sinh và tôi lập tức bật dậy. Không hiểu sao theo linh cảm, tôi chợp lấy cây đèn pin mà anh Thông hay dắt ở lưng quần, bật lên. Đèn mở được. Quả đúng là ông bà độ đúng lúc. Sinh nhanh chóng thắp đuốc mới lên. Cái thần điện quái quỷ này đã khiến cho bọn tôi đốt gần hết 8 cuộn giải liệm đem theo. Ánh đèn pin cứu tinh tuy không mạnh, nhưng nó cũng giúp chúng tôi nhìn thấy được căn phòng mà chúng tôi rơi vô. E cũng là 1 9 1 10 so với căn phòng trên kia. Phòng này để rất nhiều quan tài, có đủ kích cỡ, có cả những bức tượng con nít bằng gốm mà trong lúc rơi xuống khi nãy đã làm vỡ đi mấy cái. Bên trong chỉ còn lại cái thứ tựa như vỏ cây, có hình dạng con người mà thôi. Tôi thấy trong góc phòng có một cái quan tài dựng đứng. Sinh nói: "Thấy mấy cái quan tài này á, không chừng ở đây ma xó cấp độ cao đó." Ma xó? Cái tên này làm cho tôi nhớ lại chuyện ông tôi kể. Ngày xưa ông có đi ghe chung với người bạn ở An Biên. Trong xóm của người bạn này có một người khá là kỳ quặc. Vợ bỏ đi rất lâu không lời từ biệt, cũng không có tung tích. Ông ta chỉ sống một mình, công việc đánh bắt cá cũng đem đến thu nhập ổn định. Ông ta ít giao thiệp với ai, quanh năm chỉ ở một mình thôi. Hàng xóm có tiệc mời sang cũng chỉ ngồi một chút là mất dạng. Bà con xóm giềng đánh giá ông ta khá hiền lành, mỗi tội khuôn mặt lúc nào cũng u uất, không có sức sống. Lần đó ông tôi xuống nhà người bạn chơi, vô tình đi ngang qua ngôi nhà của người đàn ông bí ẩn đó. Lúc ấy trời đã nhá nhem tối, sớm ở quê trời sập tối ít ai ra đường. Ông tôi thấy có dáng người nhảy lò cò trước sân nhà người đàn ông nọ thì lấy làm lạ, mới liền tới xem. Ông tới gần thì thấy toàn thân mình như bị âm hàn bao phủ, biết là nhà đó âm khí nặng. Ông cẩn thận nấp vào trong một góc để mà theo dõi. Bóng người lò cò nhảy từ sân vô trong nhà, đứng ở ngạch cửa, rồi quay lại nhìn ra sân, khiến cho ông tôi sững sờ. Đó là một người phụ nữ tầm trung niên, lõa thể, da đầu bị lột ra, chân và tay bị trói chặt. Người đó nhảy vào nhà rồi biến đi mất tâm. Biết đó là chuyện chẳng lành, ông tôi kể với bạn mình. Người bạn ấy vốn cũng là dân đi ghe, chuyện ma quỷ gặp qua không ít lần. Bạn ông nói có lần đã tận mắt thấy bóng người đó quỳ trước cửa nhà, rồi lè lưỡi ra ăn dĩa đồ cúng cô hồn. Dù liếm mãi nhưng dĩa đồ ăn vẫn còn ở đó. Người bạn của ông tôi nói đó là nuôi ma xó theo cách hóa kiếp, giết người mà ta ghét nhất, rồi cho kẻ thù trở thành chó giữ nhà, vô cùng tàn độc. Có điều bạn của ông tôi không dám ra tay một mình, nên chuyện chưa tỏ tường. Hôm nay có hai người, họ quyết tâm làm cho rõ trắng đen. Thế là cả hai người bày kế. Bạn ông tôi sẽ đãi tiệc ở nhà, mời người đàn ông bí ẩn kia tới dự. Ông ta chỉ đi không quá một giờ, và trong một giờ đó, ông tôi chỉ cần tìm ra được thân xác của người bị yểm. Trên xác sẽ có 4 cây đinh sắt, gỡ 4 cây đinh đó ra, sau đó đốt cái xác là xong. Kế hoạch được tiến hành ngay trong ngày mai. Ông tôi lẻn vào trong nhà, tuy nhiên kiếm mãi chẳng thấy cái xác nào hết. Thời gian gần 1 giờ đã trôi qua, không nhanh lên thì ông kia quay về là hỏng bét. Lúc trở ra, ông tôi nghe tiếng kêu: "Ông ơi, giúp tôi." Tá quả, ông nhìn vào cái thứ ở trước mặt mình. Trên cái chiếu để ở phẳng là một mảng da đầu của người phụ nữ, cái miệng vẫn còn mấp máy. "Cứu tôi." Ông tôi hoàng hồn lại, thì ra chỉ là ảo giác, nhưng biết đó là điềm báo. Ông tới xem thật kỹ cái chiếu và gối, thì ra cái tên bệnh hoạn ấy dùng tóc người bị giết thêu thành hoa văn của chiếu, rồi dùng da đầu mai mặt trong gối, da người lót trong mền, tàn ác không thể tả được. Làng vây bắt, hắn khai rằng do ghen tuông, nghi rằng vợ ngoại tình cho nên ra tay hạ sát, nhưng do mụ quáng nên lại tiếp tục dùng xác của vợ để làm ma giữ cửa. Tính tới lúc bị bắt thì cũng gần 20 năm. Quả thật phương thức trù yếm giết người cho con đầy đọa hồn phách nhiều không kể xiết. Có lần ông tôi thấy chuyện lạ, trong xóm có một nhà kia đang khá giả, nhưng sau khi sửa nhà xong thì bỗng dưng sa sút, người chủ bệnh liên miên, ốm yếu sắp chết. Họ quản quá sợ rằng nhà bị yếm thắng, liền nhờ ông tôi tới xem. Ông tôi ban đầu cũng nghĩ là bị yếm, nhưng xem xét nhà rất kỹ mà vẫn chẳng thấy cái gì lạ cả, cho rằng nhà này không bị yếm gì hết, nguyên nhân ắt hẳn là do thứ khác. Liền hỏi người vợ rằng
đồ quan khách tặng hôm tân gia có cái gì lạ hay không. Người vợ mới sực nhớ lại, vì đa phần mọi người đều tặng tranh, đồng hồ. Duy chỉ có một người tặng cho người chồng một cái hộp gỗ, bên trong đựng một chai rượu rất đẹp. Người chồng thích cái hộp hơn nên lấy chai rượu ra uống, rồi chưng cái hộp không, không đựng cái gì trong đó cả. Ông tôi mới kêu đem cái hộp đó ra. Ông ngắm nghía cái hộp một lát, đoạn tới bên giường bệnh, dùng tay đo cái gì đó, rồi nói ra câu trả lời khiến cho người vợ suýt ngất đi. Cái hộp đó dùng ván hồn để mà làm, âm khí dơ bẩn từ thứ đó thì khỏi phải bàn tới. Bên cạnh đó, hộp đo đúng kích thước cái đầu lâu của gia chủ. Vì đầu không có ai trùng với ai về kích cỡ, nên điều này ngụ ý hộp đó đựng đầu của người chồng, vô cùng độc địa. Vậy mới hay, chuyện trù yếm đúng là có trăm phương ngàn cách. Quay trở lại căn phòng đầy quan tài quái dị này, bọn tôi còn đang ê ẩm mình mẩy thì bỗng dưng thấy một cơn rợn sống lưng. Thằng Sinh đứng dậy, cầm đuốc xem xét một hồi, rồi nó nói: "Hồi nãy hình như ở trên bức bích quả có vẽ một cái khạp có mắt phải không?" Tôi gật đầu: "Ừ, đúng rồi, có gì sao?" "Đây nè." Sinh vừa nói vừa chỉ vào trong góc phòng. Không chỉ ở mỗi góc đó, bây giờ tôi mới để ý cái phòng hình hộp vuông, bốn góc phòng có bốn cái khạp. Mẻ nắp, hai bên khạp đục bốn cái lỗ nhỏ, hai cái lỗ đối xứng hai bên. Hai lỗ trên thò ra hai xương chân, hai lỗ dưới thò ra hai xương tay. Phần bụng khạp cũng có lỗ thủng. Nhìn là đủ thấy bên trong có một cái đầu lâu, được đặt để quay một con mắt ra bên ngoài. Căn phòng bỗng chốc biến thành bốn lớp tường băng. Bọn tôi ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng da thịt thì lại thấy lạnh. Anh Thông chẳng nói chẳng rằng, gom bốn cây đuốc lại thành một cây lớn, cắm ở phía trước. Sinh cũng hiểu ra vấn đề, liền trút dậy. Chúng tôi đứng thành một hàng ngang, sát vào trong một góc. Nếu trong này có miễu thì tình hình sẽ rất khó. Lý do là chúng tôi vào từ trên đường máy. Căn phòng này nhìn xung quanh chỉ có bốn bức tường, không có cửa ra thì làm sao mà chạy, trong khi lối vào cao tít ở trên kia. Nhìn lên thì thấy chúng chỉ có một lớp như vữa và bùn đất mỏng, bốn người làm sao bước đi. Tú Linh nói: "Nè, đứng co cụm ở đây á cũng không giải quyết được gì. Chỉ bằng đi men theo tường đi, tìm nơi thoát ra. Chứ nghĩ rằng như thế nào á cũng sẽ có một cái số cửa ngầm ở đây." Bọn tôi nghe như vậy cho là phải, liền tụm sát lại nữa. Tôi phụ trách cầm đuốc, đứng rìa bên phải, nhích từng bước sát vô tường. Anh Thông thì dùng tay để hờ lên mặt tường, cảm nhận xem có gió hay sự thay đổi áp suất gì hay không, để nhận biết được cánh cửa ngầm. Căn phòng khá nhỏ, chỉ gần 50 mét vuông. Chính giữa thì bày toàn quan tài ngổn ngang chất đống. Chúng tôi ai dại gì mà lại đến đó tìm lối ra chứ. Dù trong đó có lối ra thật thì cũng phải để bước đường cùng mới dám gom hết can đảm mà lại đó tìm chứ. Trên tường các bức bích họa vẽ đoàn người cục đầu đang khiêng mấy cái khạp một mắt. Bây giờ thì bọn tôi đã tường tận được cái thứ khạp quái dị này, bốn góc là bốn cái như vậy rồi. Nhớ lại cái lần ở Cô Chỉ, người dân ngày xưa ở đó cũng có tập tục mai táng người chết trong lu khạp. Theo như Tú Linh thì đó là cái niềm tin được bảo vệ an toàn trong thế giới bên kia của những cư dân sống bằng cái văn minh nông nghiệp thuở sơ khai. Niềm tin kiểu gì thì tôi không biết, chứ sự thoải mái theo tôi là không có trong cái cách mai táng này rồi. Nhích được mấy bước thì anh Thông nói: "Ê Sinh, mày nhớ cái đợt mày với anh Hùng đập cung anh Thông trong cái tháp cốt không? Tao thấy cái lần này cũng giống đó, mà không biết có đường ra hay không thôi." "Thôi đi cha, toàn nói gì đâu không. Lần đó cung anh Thông tỏa ra yêu khí mạnh dữ dằn, vừa xuống là cảm nhận được liền. Còn đằng này thì chưa thấy được gì hết nên mới đáng sợ nè. Cái độ cô hồn cắt đảng của nơi này so với căn phòng ở trên kia chắc cũng ngàn ngửa." Sinh vừa dứt lời, ánh đuốc không leo lét mà cháy thành từng tiếng tách tách, hệt như cái lò đốt củi. Sinh ngạc nhiên, nói đó giờ làm gì đốt đuốc chạy liệm mà nghe được cái tiếng này đâu. Nhìn kỹ lại thì tàn tro của đuốc bay lên, không tản ra mà tụ lại thành một dòng, tựa như đang trôi chảy bồng bềnh hướng về phía giữa phòng. Tú Linh dục: "Nè, nhanh lên." Đúng là bọn tôi chẳng cảm giác được quỷ khí tỏa ra, nhưng có thứ gì đó rất nặng nề, nó đè nén cảm xúc, tựa như cái thùng thuốc súng sắp nổ ra vậy. Tôi nhớ lại Phi từng phân loại ngải thì trong đó có ma
nhân và thú. Tôi xem lại thấy như ở đây 10 phần thì chắc chính là dùng cái loại ngải trụ yếm, chứ không hẳn là miểu, nên chúng tôi không cảm nhận gì được. Lần đó cô Manh Thông bị mất người khiển, lâu ngày tự hóa thân thành miểu. Còn tại đây nếu đúng như tôi nghĩ thì là ma ngải rất mạnh, khó lòng mà dùng ấn chú diệt được. Chỉ có nước né mà chạy đi. Nhưng nói thì dễ, chứ bây giờ chạy đường nào đây? Trong khi lối vào của bọn tôi nằm trên trần nhà thì cách hơn 4 thước. Khi đi được một nửa hành lang thì mọi thứ vẫn bình thường và không hề có dấu hiệu nào báo trước, thì một tiếng cười khúc khích vang lên nơi bốn góc phòng. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Khi vừa quay đi nhìn thì thấy được một cảnh tượng kinh dị. Xương tay và chân của mấy cái khạp trút lại vào bên trong, như có cái gì đó nắm lấy chúng rồi kéo thật mạnh, hoặc là cho thứ bên trong khạp trút lại cũng không chừng. Tôi chợt hỏi: tại sao lại để xương chân ở trên mà xương tay thò ra lỗ dưới vậy? Cả nhóm đều chân hững, nhưng kỳ thực thứ đó vốn rất ám ảnh, nên khi tôi hỏi, ba người kia lập tức suy nghĩ theo. Xin nói có khi mỗi nơi thích một kiểu, càng độc lạ thì càng tốt. Tú Linh thì khoa học hơn, cô cho rằng cái tư thế chết có ảnh hưởng rất lớn đến cách bài trí của người xưa trong các mộ huyệt. Các khạp mẻ tính ra vẫn là một cái quan tài, có thể cách sắp xếp cơ thể trong đó đã hàm chứa một lời nguyền nào đó. Ví dụ như vẫn thường nghe cái cách tán đứng thuận nghĩa là xác người hướng đầu lên, lại có kiểu tán đứng nghịch nghĩa là cái xác chúc đầu xuống, tán ngang, tán co gối, rất nhiều phương cách, phụ thuộc vào mạch đất chỗ cái huyệt môn, ngày giờ chết, có khi kết hợp nhiều thứ lại với nhau. Tác dụng thì nghe đồn là rất nhiều, nào là cắt trùng tan, phù hộ cho con cháu đủ thứ. Bọn tôi chỉ nghe là như vậy, chứ chưa từng làm trực tiếp bao giờ, cho nên vẫn chỉ là bàn qua loa vậy thôi. Bỗng tro đuốc bay lên mỗi lúc một nhiều hơn, ánh lửa chập chờn hóa một ít màu xanh lơ. Phen này thì đúng là ngã giật cả đám thật rồi. Thằng Sinh xắn tay áo lên, nó nói: tao đập chết cụ chúng mày. Nó còn chưa kịp hoàn tất động tác triệu hồi dạ xoa thì trong một sát na tay tôi cứng lại, mắt mờ đi. Tôi nhìn thấy bốn cô gái đứng quay mặt vào tường, tay bị bẻ gập lại vắt qua vai, cổ buộc một sợi chỉ đỏ. Bốn cái xác đó chỉ đứng im, còn tôi thì đã biết mình đã bị khống chế, thân thể như tượng đá, không động đậy gì được, kể cả kêu ú ớ cũng chẳng xong. Mọi thứ xảy ra thật đến quá bất ngờ. Tôi không thể quay lại để biết ba người còn lại như thế nào, nhưng căn cứ vào tình hình là tôi vẫn còn đang bị giật như thế này, chứng tỏ họ cũng chẳng có khá gì hơn, nếu không đã cuốn tôi rồi. Tai tôi ù đặc đi, không nghe được gì khác, đôi mắt chỉ nhìn về được một hướng mà thôi. Tay tôi như bị ai đó nắm chặt lấy, thứ đó cầm tay tôi, để vào cổ tôi, rồi lại siết bằng một cái lực rất là mạnh. Dáng người trong góc như đang bay lơ lửng, mặt vẫn hướng vào bên trong, bay đến sát bên tôi. Mũi tôi như muốn nổ tung bởi cái mùi hôi thối tỏa ra từ cái thứ quỷ dị đó. Nó lơ lửng ngay trước mặt tôi. Bất thình lình, nó quay cái đầu lại. Tóc được chải chuốt gọn gàng, không xõa rối bù, nhưng khuôn mặt tựa như bị thứ gì đó ăn sạch, còn để lại mỗi con mắt bên trái mà thôi. Lòng ngực đau như bị đè bởi vật nặng, thở không được, mắt muốn nhắm lại để khỏi trông thấy con quỷ, nhưng lực bất tòng tâm. Nó áp sát con mắt trái, nhìn chòng chọc vào mắt trái của tôi, chỉ cách một gang tấc mà thôi. Phen này chắc đành phải bỏ xác lại ở đây. Dù biết Lục Lâm lúc nào cũng trong tâm thế đặt đầu với lưỡi đao, thế nhưng như thế này thì quả thật không cam tâm rồi. Tôi vẫn còn quá nhiều chuyện muốn làm ra. Nếu cơ thể không bị mất kiểm soát, có khi tôi đã gục xuống khóc cũng không chừng. Đầu óc vang lên đủ thứ câu kêu gọi thiên hổ. Đầu vừa nghĩ tới đó thì trong tiềm thức bỗng như bị lay động bởi một tiếng gầm. Ban đầu rất nhỏ, rồi lớn dần lên. Đến khi tiếng gầm thứ tư thì tôi hét lên được một tiếng thật lớn, trong vô thức vung tay tung một đòn đánh của thiên hổ vào con quỷ trước mặt, khiến cho nó thụt lùi về phía sau. Trong một giây lát, tôi như hóa điên dại lao lên tấn công tới tấp. Quan tài đổ nát văng tung tóe. Đòn đánh thiên hổ có tầm sát thương trong phạm vi 2-3 mét là rất lớn. Bọn quỷ cứ lượn lờ trước mặt, tôi thì điên máu lao lên theo. Đến khi Tú Linh kêu: thiên hổ, có chân!
thì mới lấy lại được ý thức. Tâm lý có phần hoảng loạn khi ba con quỷ còn lại kéo đến hợp sức vây chặt tôi vào trong một góc. Chúng ở sát ngay sau lưng, chỉ đợi trong một khoảnh khắc tôi sơ hở là nó chiếu tướng ngay. Áp lực nặng như cả một trái núi đè lên vai. Đang vận khí duy trì thiên hổ thì sinh hét lên: "Tao đập chết cụ tụi bay!" Lần này thì nó triệu hồi được dạ xoa, phóng một luồng tấn công đầy uy lực đến phía tôi. May đó là chú đập miễu, chứ nếu chú đập người chắc tôi tan xương nát thịt rồi. Dù vậy vẫn theo quán tính, tôi vẫn đưa tay lên đỡ. Một luồng gió thật mạnh thổi sượt qua người tôi. Bốn con quỷ dính đòn nặng vẫn không kêu lên một tiếng nào. Bọn chúng chỉ như con trối, không có một chút cảm xúc. Tôi thoát ra thì lập tức chạy về hội nhóm với ba người kia, xin đứng trước, không để cho bọn quỷ có thời cơ tấn công. Nó tung liên tiếp mấy bài chú khác: Hỏa Thiên Phật Đăng, Bạo Liệt Hỏa Ngục, tất cả đều ở cấp sát. Nhưng bốn con quỷ vẫn không mảy may suy xiển. Đúng là cái bọn này không phải miễu mà đã trở thành ma ngải rồi. Xin rút về, nó thở hơi lên, đánh liên tiếp như vậy mệt cũng phải thôi. Hoặc giả chăng là bài chú cấp sát của thằng Sinh luyện chưa tới. Bốn con quỷ không vội tấn công bọn tôi. Thấy Sinh lui vậy, chúng đứng nép sát vào nhau, quay mặt về bốn hướng. Khắp người tỏa ra một làn khói xanh ma quái. Làn khói biến thành một cơn lốc xoáy trước sự ngỡ ngàng của cả bọn tôi. Thứ đó tiến hành hợp thể rồi tạo ra một hình thù mà tôi không thể nào quên trong suốt cuộc đời. Căn phòng xuất hiện ra một thứ thân dài như rắn. Phần thân trên là dáng của một người phụ nữ, cái đầu to hệt như đám nữ quỷ trong căn phòng liệm xác. Nhưng cái thứ đáng lẽ từng là con mắt thì chảy nhão xuống tới tận ngực. Tóc chỉ còn lại những mớ rối đóng thành từng cục dài. Da thịt trông như sắp nến, chảy dài từ trán xuống tới tận rốn, đỏ ửng lên, có chỗ bầy nhầy ra như mỡ nữa. Nó nhìn về hướng bọn tôi, kêu ré lên mấy tiếng rồi bò trên trần nhà. Ánh đuốc sôi không thể thấy được, Xin la lên: "Có chân!" Rồi liền ném một cây đuốc về phía bên kia. Dường như nó hiểu được con quỷ định làm cái gì. Đuốc bay trong khoảnh khắc, vạch ra một đường sáng trong không gian. Con quỷ đang trượng trên góc trần tựa như run, lao đến bọn tôi với tốc độ kinh hoàng. Anh Thông kêu lên: "Nhảy qua bên kia!" Đồng thời xô bọn tôi qua một bên, anh khiêng một cái quan tài cỡ dừa ném thẳng lên không trung. Thứ gớm ghiếc ấy há to cái miệng ra, đón trọn cái quan tài rồi nhai rau ráo. Sinh lộn một vòng, tranh thủ lúc cái thứ đó còn bị phân tâm bởi cái quan tài, liền nhảy lên tường, lao vào chém phần thân dưới, khiến cho nó kêu ré lên. Tôi cũng hợp sức dùng thiên hổ vây đánh. Thứ ấy nhanh như sóc, thoáng một cái đã bò tới chỗ tối rồi. Bốn chúng tôi thấy nó biến mất đi thì liền hiểu rằng nó rất có thể sẽ tập kích ở chỗ ít ngờ nhất. Chúng tôi đứng quay quần, tựa lưng vào nhau. Quả đúng như dự đoán, nó như một con rắn co cụm lại trên góc trận, sẵn sàng lao đến cắn chúng tôi bất cứ lúc nào. Khi ánh đuốc sôi tới chỗ nó như sợ cái thứ lửa đó, ép sát mình vào trong một góc, rồi bò chậm lại, kêu lên ren rét. Xin phát hiện ra được gì đó, nó kêu lên: "Tài của nó đâu?" Chúng tôi vừa định hỏi lại ý thằng Sinh là gì, nhưng đã hiểu ngay. Thứ ở trên trần đã để cánh tay ở đâu mất rồi. Tú Linh hét lên: "Nè, cẩn thận với chân!" Nhưng đã quá trễ. Những cái tay nối lại với nhau như một con rắn dài quấn chặt vào chân chúng tôi. Cảm giác bị đè nén lập tức quay trở lại. Mắt tôi mờ đi, cả căn phòng chìm trong làn khói xanh mờ ảo. Thì ra thứ quái vật kia nhân lúc đánh nhau làm cho bọn tôi phân tâm đã nhả cái tay ra. Các cánh tay hoạt động độc lập, liên kết lại như một con rắn. Nhân cơ hội chúng tôi lo chú ý cái nhục thể trên góc trần nhà thì liền lao vào tấn công. Trong đầu nghĩ thầm: "Con mẹ nó, một phút bất cẩn trả giá quá đắt, phen này thì trời cứu rồi." Một tiếng nổ trầm đục vang lên, nhỏ nhưng đanh gọn. Mắt tôi dần mờ đi khi thấy trong làn khói mờ ánh lên hai tia lửa xoáy tròn như chiếc nhẫn phát sáng trong đêm, trông như mắt của ai đó đang phát sáng rất quen thuộc. Mắt tôi nhắm nghiền, thân thể tựa như bị đổ vào một khuôn bê tông đặc cứng. Trong đầu vẫn còn nghĩ: "Thôi, kiếp này coi như bỏ."
Gate Gate Paragate Parasamgate Bohisoha. Tai tôi nghe lanh lảnh trong không gian thâm trầm một tiếng tụng niệm. Cái câu này nghe rất quen. Tôi sực nhớ ra đây là kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa mà anh Hùng đã siêu thoát cho bà Ma Lu cùng với lũ ma đi lạc ở Cà Mau. Lẽ nào lời kinh trầm bổng, lúc mạnh mẽ hùng hồn, khi khoan nhạc du dương, khi tha thiết khẩn khoản, cảm xúc con người từ đó mà khoan khoái dễ chịu. Tay chân của tôi dần có lại cảm giác, giác quan vừa trở lại. Tôi liền trừng mắt ra nhìn về hướng phát ra lời kinh. Trong làn khói mờ ảo, dáng một người đàn ông đang đứng hiên ngang, tay phải để trước ngực, tay trái đang nắm lấy đầu của con quỷ hợp thể. Nó muốn gào trú lên nhưng không được, pháp khí kiềm tỏa quá chặt chẽ. Một luồng sáng hình cầu chụp lấy cơ thể con quỷ, dần thu hẹp lại. Nó co giật quằn quại, cơ thể như bị một áp lực khủng khiếp bóp chặt, đến khi nó trông như pháo hoa nổ tung, chỉ còn những hạt bụi đỏ ửng dần tan biến hẳn đi. Là anh Hùng. Tôi bật dậy, nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng, suýt chút nữa ngất đi một lần nữa. Nhưng anh Hùng tới dịu. Sau 3 tháng không gặp anh đã ốm đi. Khuôn mặt hằn rõ sự lo âu, mắt thâm, trông anh khá mệt mỏi. Anh Hùng đỡ lấy tôi rồi nói: "Mày làm tốt lắm, giờ có thể ngồi nghỉ được rồi." Anh nhìn về phía ba người còn lại, tôi cũng giật mình. Thực ra họ không bị thứ gì áp chế cả, mà đang ôm khư khư cái khạp mẻ, nhìn vào lỗ hổng có con mắt kia. Xương tay và chân vẫn thò ra khỏi cái khạp. Chỗ tôi nằm vừa nãy cũng có một cái như vậy. Ma ngải này quá mạnh, thay đổi hoàn toàn nhận thức của bọn tôi. Anh Hùng điểm hỏa lại cho Tú Linh. Cô vừa tỉnh đã ôm chầm lấy anh, khóc lên thành tiếng. Dần dần thì Sinh và anh Thông cũng tỉnh. Nhìn cảnh họ mừng trở, tôi thấy chẳng khác gì lúc anh Thông được cứu cả. Lát sau khi những câu hỏi thăm đã dứt, tất cả đã bình tĩnh trở lại. Anh Hùng bảo chúng tôi đốt lên một đống lửa nhỏ, tạm thời cứ ngồi nghỉ ở đây, chưa thể di chuyển tiếp được. Trong lúc anh Thông và Sinh lo nhóm lửa, tôi nhìn vào vách tường đối diện, thấy một cái lỗ thủng to vừa cỡ một người chui vô. Đoán chừng lúc nãy anh Hùng đã dùng thuốc nổ đánh sập đi một mảng. Phía sau dù có dùng thiên hổ, tôi chỉ thấy được một đoạn hành lang, một cái ngã rẽ khác, vẫn là kiến trúc quen thuộc như những gì bọn tôi vừa đi qua lúc nãy. Anh Thông và Sinh nhóm lửa, lấy luôn cả những mảnh gỗ quan tài vụn vỡ quăng cả vào. Lửa cháy chẳng mấy chốc đã bùng thành một đống lớn, làm cho căn phòng không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Lửa bốc lên làm căn phòng đỡ mùi hôi ẩm mốc và xác chết khô, hoặc cái thứ mùi thum thủm đã ám vào từng thớ gỗ quan tài. Anh Hùng bảo cả bọn ngồi nghỉ, uống nước, lấy lương khô ra ăn lót dạ. Những chuyện còn khúc mắc, từ từ anh sẽ giải thích hết cả. Đầu tiên, anh đến lấy những cái khạp đập vỡ ra. Bên trong là một nhúm xương vỡ vụn đen xì. Anh gối tất cả xương lại vào trong một tấm vải liệm, bỏ vào trong quan tài, dùng đinh đóng chặt lại và lấy mực đỏ quẹt một vài ký tự lên trên đó. Phần khạp vỡ anh gom vào trong một cái quan tài khác cũng làm tương tự. Anh nói thứ bị ám ở đây không phải là cái xác bên trong, mà chính là cái khạp này. Đây là một trong ba cách yểm người giữ của Thiên Lâm. Theo anh Hùng được biết là tán trời, tán đất và tán nước. Tán trời là để người bị làm vật yểm ở bên trong vách tường dùng đất sét trát lên, chạm kinh văn phù yểm bên ngoài. Tán đất là dùng người bị yểm đặt vào trong các bảo tháp. Tán nước chính là bỏ vào trong khạp như vậy đây. Tôi nói lúc nãy trước khi vào đây, bọn tôi đi qua một khoảng sảnh trọng có các bảo tháp, có phải là tán đất hay không? Anh Hùng bảo không phải, vì chúng tôi chỉ vừa vượt qua tầng thứ nhất của thần điện. Những hình thức tán còn lại phải đến các tầng sau mới có. Tôi nghĩ thầm, bỏ mẹ thật, chỉ mới là tán nước thôi mà đã như vậy, xuống hai tầng kia thì còn cỡ nào nữa chứ. Người Thiên Lâm quan niệm thân xác chỉ là thứ mà ác Phật ban cho để cung phụng sứ mạng mà ngài ấy muốn. Vậy nên những chuyện bị tán như thế này họ chẳng quan tâm câu nệ, thậm chí còn rất hãnh diện. Tôi nhìn hai cái quan tài mà anh Hùng vừa để, trong lòng bỗng thấy buồn nôn. Anh nói thêm, đó chỉ là cách tạm bợ, khả năng của anh hiện giờ vẫn chưa đủ để trừ diệt hoàn toàn cái khạp đi.
mà chỉ là siêu thoát được hồn phách bên trong mà thôi. Nếu cái khạp ấy thoát ra được, nó cũng sẽ mọc tay chân để đi tìm kẻ mà ăn. Tôi tròn mắt hỏi thì anh nói lại, đúng là nó sẽ mọc ra một thứ gì đó giống như tứ chi để mà di chuyển, gặp người phù hợp thì chụp lên đầu của họ, làm cho họ chết ngay lập tức. Sau đó sẽ ăn cái xác, chừa lại xương tay, chân và đầu lâu. Có thể bốn cái khạp mẻ này đã ở đây từ khi có căn phòng, nên chúng chưa làm chuyện ăn xác thôi. Tú Linh từ nãy tới giờ có vẻ muốn hỏi nhiều điều lắm, bây giờ chịu không nổi nữa, cứ vậy mà hỏi với giọng điệu khá gay gắt. Thôi thôi, mấy cái chuyện đó bỏ qua bên đi. Em hỏi anh á, đến khi nào anh mới thôi cắm đầu vô mấy cái thứ liệu mạng nguy hiểm như vậy nữa? Khi nào anh mới hiểu cho cảm xúc của người khác? Anh có biết mọi người rất lo cho anh hay không? Rồi thêm cái chuyện anh tự ý vào đây mà không đợi mọi người, lỡ có mệnh hệ gì thì sao? Anh Hùng cúi gằm mặt, anh không muốn tranh cãi với Tú Linh để làm cho cô ấy buồn thêm. Anh trích một hơi thuốc rồi nói, anh hiểu, tất cả là lỗi của anh khi lại lôi mọi người vào cái chuyện rắc rối này. Nhưng tất thảy anh làm đều có lý do đó. Anh kể lại nguồn cơn của mọi chuyện. Cách đây 2 tuần, có một bồ câu không rõ là của Thả Diều nào, nhưng anh đoán là của Võ Vân Hạo, vì bồ câu đó là một con rắn có cái sừng nhỏ màu đỏ trên đỉnh đầu. Con rắn ối ra một lọ thủy tinh, bên trong có một bức thư. Người ghi là Phi. Em ấy nói nội bộ Lục Lâm hiện tại đã dẫn đến một cao trào không thể tránh khỏi. Đó là một cuộc chiến đang được khơi mào dần dần. Phi nói em ấy là người đảo chiều Cửu Long Đỉnh. Lý do em ấy làm như vậy là để chống lại âm mưu của thần tài cùng với Long Đế. Long Đế suy cho cùng cũng chỉ là con chó săn mà thần tài tạo ra để kiềm hãm Lục Lâm theo ý muốn của bọn họ. Vai trò Long Đế từ lâu đã không còn cao đẹp nữa. Phi muốn lần này đến Lưu Cừ, thứ nhất là để khôi phục đạo hạnh của em, tiêu diệt âm mưu đảo chiều Cửu Long Đỉnh thêm một lần. Bên cạnh đó còn ngăn chặn Long Đế quỷ quại Lưu Cừ lặp lại âm mưu thay đổi Long Mạch miền Tây. Chuyện này hiện tại Phi không thể nhờ ai khác ngoài anh Hùng. Anh nghe đến cái tên Lưu Cừ và Long Đế, trong lòng lại nhối lên một cơn đau. Nên lần này anh quyết tâm, trước là giúp ổn định Lục Lâm, hai là để tìm hiểu chuyện bi kịch gia đình năm xưa. Trước khi đi một ngày, theo kế hoạch, Phi lại gửi tiếp một bức thư, nói rằng Na Long Hội đã hành động trước, chuẩn bị người để kéo đến Lưu Cừ rồi. Phi sẽ gặp anh Hùng tại Lưu Cừ để cản bước Na Long Hội. Anh Hùng nghe tin Na Long Hội đã gần đến Lưu Cừ, thì vì thế mà đi ngay, xuống nơi đợi sẵn, đề phòng Na Long Hội nẫn tay trên lấy Ngọc Liêm. Anh Hùng lo sợ bọn tôi sẽ bị trả thù, vì thế mới gọi cho cả đám hẹn lại nhà anh. Ý định của anh là để cho bọn tôi ở lại nhà mình, hòng tránh tai mắt kẻ địch. Tuy nhiên không ngờ Phi lại đến nhà tìm anh trước một đêm, vì thế gặp mặt bọn tôi. Do đó mà bọn tôi có mặt tại đây. Lúc anh đến Lưu Cừ, các ngày anh quan sát địa thế, dùng kinh nghiệm săn lang tìm ra được cách để vào thần điện. Đến khuya anh nghe thấy tiếng xe ô tô, nhìn ra thì thấy Na Long Hội kéo đến, cả đám chừng hơn 30 tên. Tuy nhiên lại rất im lặng trật tự, hành động gọn gàng, không phát ra tiếng ồn gì hết. Tình thế cấp bách, anh nghĩ nếu không vào trong thần điện trước, để đám Na Long Hội tự tung tự tác là hỏng hết. Vì thế anh đột nhập vào, nấp vào một chỗ bên trong. Quả nhiên, với trình độ của thần tài và Na Long Hội, chuyện vào được thần điện không khó. Huống hồ vì khả năng là trước đây bọn chúng đã từng vào rồi. Tuy nhiên, chúng phát hiện ra được ở cửa đã mở. Đó là cái gò mối mà bọn tôi thấy lúc nãy. Na Long Hội liền cấp rút nhập điện, cho dùng thuốc nổ vừa đủ, giật cho sập cửa vô. Có vẻ như chúng đã dự trù một lối ra khác, vừa để che mắt người ngoài, vừa để nhốt kẻ đột nhập nếu có. Anh Hùng theo chân chúng di chuyển được một đoạn khá xa. Theo những gì Vi nói, cũng như là anh tự tìm hiểu, thần điện có 2 lối để vào. Một là lộ thủy liên đỉnh là đường của anh đi, hai là ngọc lộ là đường mà Vi dẫn bọn tôi đi. Vì lý do anh chưa biết được bí ẩn của lối đi ngược mà không tìm ra được điểm hư vô. Với lại, dựa vào kiến trúc bên trong, anh dự đoán bọn Na Long Hội thế nào cũng đi cái đường lộ thủy liên đỉnh kia. Lộ thủy liên đỉnh thực chất là một hệ thống đường nước phức tạp, mục đích là để thoát nước mưa cho thần điện bên trên mặt đất. Từ nguồn nước mưa đó dẫn xuống 3 tầng điện bên dưới.
Lối đi này rất nhiều bẫy trập, miễu và ngải. Tất cả đều là thứ dữ tận, đoạt mạng người vô cùng dễ dàng. Anh Hùng do đi ở phía sau, bao nhiêu bẫy đều đã được đám phía trước giải quyết, nên tính ra anh di chuyển chẳng khó khăn gì. Cũng chính vì vậy mà anh Hùng phải công nhận năng lực của ba đầu lĩnh Na Long Hội và một nữ nhân của thần thoại dẫn đầu. Ngọc Lộ chính là con đường mà bọn tôi đi. Theo tài liệu của anh biết, con đường này là đường chính dẫn tới thần điện, nên rất ít miễu và bẫy. Chỉ có khi xuống đến tầng thứ hai, đầu tầng thứ ba mới có. Tuy nhiên, điểm khó là nơi này sớm đã bị hư hoại. Vì lý do hư hoại, người đông như Na Long Hội không di chuyển được, đặc biệt là trong đoạn sông ngầm. Chuyện này cũng giải thích được cho việc bọn tôi không hề gặp miễu, mà chỉ toàn bị quấy phá bởi lũ con trùng thôi. Vì lý do đường lộ thủy liên đỉnh ngoằn ngoèo, nên bọn Na Long di chuyển từ khuya, nhưng đến giờ vẫn chưa đến được tầng thứ hai, trong khi bọn tôi đã ở tầng hai rồi. Những chuyện xảy đến tiếp theo nằm ngoài dự tính của anh Hùng. Anh kể trong lối đi lộ thủy liên đỉnh, anh gặp lại một người quen. Lúc bọn Na Long Hội đi phía trước thì kêu ý ới, cho rằng có chuyện không lạnh. Anh định nấp kỹ để bọn kia tự xử đi. Ai dè cái thứ bọn chúng gặp phải là một con trăng khổng lồ. Trong đêm tối, mắt nó như hai hòn than đỏ, đầu nó to như cái bàn ăn. Anh Hùng nhìn thấy liền biết rằng đây chính là con trăng ngày xưa đã suýt đoạt mạng của anh và Thông ở Trà Sư. Con quái bò trường tránh né những đòn tất sát của đám Na Long. Bọn chúng vây chặt con trăng, nó lồng lên lao về phía anh Hùng. Không hiểu sao, anh thấy lần này con trăng có vẻ không còn chút sát ý, mặc dù nãy giờ nó có thể đã giết được kha khá tên sát thủ rồi. Còn chuyện gì sao nó không làm, e lại là một cái uẩn khúc chưa biết ngay được. Một tên trông có dáng dấp cường bạo từ đám Na Long Hội lao tới, định dùng dao đi rừng chặt phăng đầu con trăng đi. Anh Hùng lúc này cảm giác không muốn thấy chuyện con trăng bị sát hại, và dường như lại có một dự cảm rằng việc mình làm sẽ đúng đắn. Thế là anh mặc kệ nơi ẩn nấp của mình bị lộ, anh lấy một hòn đá rất to ném thật lực. Tên đang lao đến vì thế co tay lại, dùng dao đỡ hòn đá, chẳng thể tấn công con trăng được. Con trăng trườn vào trong một cái lỗ hổng. Anh Hùng nhìn thấy nó ngoảnh đầu lại, thè lưỡi ra, kêu lên chít chít, giống như đang cảm ơn anh vậy. Anh lúc này mới để ý, bụng nó rất to, phải chăng là nó đang có mang. Không suy nghĩ được nhiều, vì nơi ẩn nấp đã bị lộ ra, nữ nhân dẫn đầu đoàn chỉ điểm vị trí ẩn nấp của anh Hùng. Tên vừa ăn cục đá khi nãy tức sôi máu lên, hắn phát hiện ra anh Hùng, liền bất thần tung ra một chưởng, uy lực dũng mãnh, vùng tay đánh bay cả tảng đá. Anh Hùng không còn cách nào khác phải tránh qua một bên, lập tức bị hai tên khác đón đánh. Ba tên này năng lực không phải là không có, chỉ là anh Hùng cũng ở một cái bậc khác biệt rồi. Vì thế anh chọn cách vừa đánh vừa lui, tìm đường thoát. Khi vừa thấy một khe vực nhỏ, anh định phóng xuống, men theo bờ vực mà trốn đi. Ai ngờ vừa lúc đó, nữ nhân đi theo liền lao đến, thân thủ nhanh lẹ vô cùng, một đòn thiết cước phạt thẳng vào vai. Anh Hùng luống cuống đỡ, áp lực không khác nào cú đá của quan lửa khi trước. Anh mất đà, rơi thẳng xuống vực. Cũng may là bên dưới có một kiến trúc tháp, anh rơi vào phần mái, tay chân tê rần, xương cốt đau nhức dữ dội. Và tại đây, anh thấy Vi đang đứng đợi. Vi nói thời gian không nhiều, em ấy cho anh Hùng uống thứ nước gì đó đặc quánh, bảo rằng cứ đi theo hướng em ấy chỉ thì sẽ gặp lại bọn tôi. Vết thương của anh Hùng Vi không trị được, hãy để cho Tú Linh lo phần đó. Vi sẽ cầm chân bọn Na Long Hội chừng một giờ. Hai bên hẹn nhau sẽ gặp ở cái đoạn giao giữa tầng 2 và tầng 3. Đường đi của bọn tôi cứ tiếp tục di chuyển theo hành lang là sẽ đến được tầng 3. Những hiểm nguy không phải là không có, nhưng Vi nói bọn tôi sẽ xử lý được. Anh đừng lo cho Vi, em ấy không ngu dại gì mà xuất đầu lộ diện ra. Hãy để đào giếng sử dụng năng lực của mình ở chính trong một nơi thuộc về đào giếng, là cái thần điện này đây. Nói dứt câu, Vi lập tức theo đường vách núi trèo lên trên. Anh Hùng sau khi uống thứ nước đó thì thấy có thể đứng dậy di chuyển được, vì thế lập tức đi tới nơi này, giữa lúc cứu được bọn tôi khỏi ngại tán nước. Sinh nói: "À, lần này Na Long Hội không có đem súng ống hay là gì theo hả? Hay sao mà anh để anh thoát được vậy?" "Chúng có đem, chỉ là trong không gian của lộ thủy liên đỉnh đó, chúng không dám bắn bừa, vì dễ đánh động bên ngoài, với lại dễ chúng phải cạm bẫy lắm."
Tú Linh nghe anh Hùng nói đến thương thế thì tiến tới kiểm tra, vừa vặn phát hiện anh bị gãy một số xương nhỏ và chấn thương. Cô lập tức bảo anh ngồi im. Cô dùng kim châm và thuốc bột cho anh uống. Anh Thông nói: "Đã, nữ nhân anh gặp là Tăng Kiều Trâm phải không?" "Ừ, đúng vậy. Khi bà ta lao tới đá anh một cái đó, anh không bao giờ quên được khuôn mặt đó. Đây cũng chính là lý do mà anh muốn đến Lưu Cự từ rất là lâu." Tôi hỏi: "Bà ta trước đây đã làm gì anh hay sao?" "Bà ta giết cả nhà anh." Tôi lặng người đi. Tôi chỉ biết được cha của anh vì bảo vệ cho anh mà bị kẻ xấu giết hại. Khi nghe đến đó là do thần tài gây ra, tôi cũng hiểu được sự đau khổ lớn tới như thế nào. Chúng tôi chẳng ai biết gì về chuyện này cả. Có lẽ anh Hùng cũng đã giấu bao lâu nay, như một cái nỗi buồn chất chứa sâu trong lòng, khó mà bày tỏ ra. Dĩ nhiên chúng tôi chẳng muốn khơi lại nỗi đau của anh. Chỉ là tôi nghĩ rằng, đã là anh em sống chết cùng nhau không biết bao nhiêu bận, thù gia đình dễ gì bỏ qua được. Thấy bọn tôi muốn biết, anh cũng không giấu. Câu chuyện đằng sau là một quá khứ đau thương. Giai đoạn năm 1970-1980, Lục Lâm chìm vào im ắng. Vừa sau khi Lý Tổ Sư mất đi, các đệ tử cũng lui về ở ẩn hoặc kín tiếng hơn trước rất nhiều. Thêm một lý do nữa, đó là sự thay đổi chế độ ở miền Nam. Sau 30 tháng 4 1975, rất nhiều Lục Lâm bị bắt vì hoạt động mê tín hoặc tình nghi là gián điệp. Dĩ nhiên ai mà tin vào lời khai của bọn họ nói rằng muốn vào núi Cấm tìm Ngọc Trết để mà chữa bệnh đâu. Lục Lâm vì thế có một sự đình trệ nhất định. Tuy nhiên các hoạt động cơ bản vẫn cứ được tiến hành, ít nhất là săn các lan thường hoặc là đập miễu, hàng trong thì ít bị ảnh hưởng nhất. Năm 1988, tại vùng Mang Thít Vĩnh Long ngày nay, có một gia đình họ Quách làm nghề chài lưới giản dị. Hai vợ chồng có một cậu con trai kháu khỉnh được 9 tuổi. Ban ngày người chồng đi đánh cá, người vợ ai thuê cái gì làm cái đó, cắt cỏ, đan giỏ, đan lưới. Thỉnh thoảng hai vợ chồng về quê vợ hơn một tuần lễ mới trở về. Đâu biết được rằng thực ra người chồng là một săn lan tên là Quách Khang, còn người vợ là đập miễu là Lê Tuyết Hoa. Quách Khang sinh năm 1960, gia nhập Lục Lâm năm 15 tuổi. Thầy của anh ta là một người trốn quê cũ do bị nghi là gián điệp. Ông này thấy Quách Khang mồ côi gia đình do chiến tranh thì nhận nuôi. Sau khi phát hiện ra cậu rất gan dạ, dũng cảm nên cho đi theo săn lan từ dạo đó. Khi người thầy mất đi, Quách Khang được gửi gắm tới một gia đình người bạn Lục Lâm của ông ta là Lê Bá Trí ở Mang Thích. Bá Trí thấy Quách Khang hiền lành chất phác, chịu làm ăn, hòa nhã với mọi người, lại hào hiệp trượng nghĩa thì quý lắm, gả con gái Lê Tuyết Hoa cho. Ấy là năm 1980. Lê Bá Trí 2 năm sau thì mất do bạo bệnh. Do ông vốn là một đập miễu, cho nên đã truyền nghề lại cho con gái, còn căn dặn chớ dính líu nhiều tới Lục Lâm, dùng ấn chú đập miễu để làm kế sinh nhai khi khó khăn mà thôi. Quách Khang và Tuyết Hoa, hai vợ chồng suy cho cùng năng lực không cao lắm, nhưng trong xã hội Lục Lâm trọng nghĩa khí thì rất được nể trọng. Lần nọ Quách Khang ngồi quán ăn ở Cái Bè, khi nghe bàn kế bên có hai vị thương khách chở ghe gạo, kể về chuyện trước đây có gặp chuyện bị chuột tinh dụ bắt ở vùng Nam Căn thì hết sức hứng thú, liền cao hứng qua mời trà. Đối ẩm một hồi thì cha cũng đều là dân Lục Lâm cả. Quách Khang hỏi cặn kẽ về cái vùng có chuột tinh nọ. Hai người kia cho rằng lần ấy đã có một đạo sĩ diệt trừ rồi, không khỏi khiến cho Khang thất vọng. Một người trong đó thấy vậy liền hỏi Khang định săn chuột tinh để làm cái gì. Khang trả lời thật tình là do muốn thử, vì trước giờ cứ nghe về chuột tinh ma quái tinh ranh khó bắt, thử sức xem như thế nào. Hai người kia nói quá trình đi chở gạo vẫn thường nghe nói khu vực hòn đất Kiên Giang có tin đồn về chuột tinh, Khang đến đó tìm thử xem sao. Trước khi chia tay, hai người đó bảo Khang đợi một chút, họ muốn tặng một vật. Lát sau, hai người đem đến mấy cái cây chân nhang, bảo rằng chuột tinh là loại ma quái, cứ đem theo chân nhang trong chuyến hành trình, để vào trong túi áo, dù gì đề phòng quỷ thần dẫn hưng. Quách Khang cảm tạ rồi cáo biệt. Sau buổi gặp ấy, Khang về chuẩn bị đi hòn đất ngay. Hai hôm sau thì khởi hành. Đến nơi, Khang hỏi thăm nhiều chỗ, thì nghe đâu khúc kinh dàm rầy,
Dạo gần đây lộ lên cái lời đồn về chuột tinh quấy phá dân làng. Thật ra thì Khang phải gặn hỏi lắm người ta mới trả lời, vì cứ sợ bị cho là tuyên truyền mê tín dị đoan. Từ hòn đất, Khang đi đến vàm rầy, trầy trật gần cuối giờ chiều mới đến được cái chỗ mà ngày nay là con đường dẫn vào khu vực hòn Quéo. Lúc đó đã là cuối chiều, trời tây đỏ ửng, xung quanh là đồng ruộng bạc ngàn, gió đang mát rượi thì từ đâu mây giông ầm ầm kéo đến phủ kín, mưa cứ thế trút xuống xối xả. Khang thấy gần đó có một con xóm nhỏ, liền chạy tới trú mưa. Xóm này chỉ có 3 ngôi nhà tranh dựng dọc theo mé kênh, bên dưới có mấy cái chẹt chở lúa. Trong 3 ngôi nhà có một cái lán dựng ở giữa, trông giống như là cái quán nhậu. Thấy có kê mấy cái bàn và 4 người khách đang ngồi. Khang nghĩ trời mưa, định bụng làm miếng trụ cho ấm người nên cũng vào ngồi. Khang đảo mắt thấy quán cũng sạch sẽ. Chủ quán là một người nữ chừng ngoài 30, đang cho con bú ở trên võng. Thấy Khang vào thì nói với ra ở đây chỉ có đồ đồng, đang nướng mấy con cá lóc dùng tạm với rượu đế rất ngon. Khang nhìn thấy cảnh trời mà thèm, liền gọi ra 2 con cá và 2 chum rượu. Uống được một ít thì một thanh niên bạn kế bên cầm ly qua mời rồi nói: Anh là người nơi khác tới đây hay sao? Quách Khang nhìn lên thì thấy cậu thanh niên này thân người nhỏ, mắt sáng, tai rộng, khuôn mặt hiền lành nhưng trắng chắc, ra dáng người hành tẩu giang hồ. Khang dĩ nhiên không thể nói thẳng là đi tìm chuột tinh, liền trả lời là tới nhà của người bà con lạc đường cho nên vào đây, sẵn trời mưa nên làm vài ly rượu cho ấm. Người thanh niên nghe vậy cũng nói anh ta là người hay đi đó đi đây, nghe danh chỗ này có cảnh đẹp đến xem thử, cũng lỡ đường cho nên đành vào quán trụ. Mới hỏi Khang rằng nếu không ngại thì có thể đối ẩm chung được hay không. Quách Khang thấy anh ta ăn nói đỉnh đạt, cũng không lấy làm ngại, vui vẻ mời ngồi chung. Cả hai nói chuyện vô cùng hợp ý. Người thanh niên đó tên là Tú, quê ở Bạc Liêu, do buồn chuyện gia đình nên đi đó đi đây, gặp Khang tại một nơi vắng vẻ, nghĩ rằng cũng là cái duyên. Cả hai uống với nhau rất nhiều. Đến khi trời tối mịt, quán khách đã về hết. Lúc này chỉ còn lại bàn của Khang và Tú và bàn của một người thanh niên phía trước. Từ chiều tới giờ cứ cắm đầu uống mãi mà chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt láo liền, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Một lát sau Tú đi vệ sinh, Khang thấy người thanh niên kia cứ liếc nhìn mình mãi, bụng cũng sinh nghi. Một hai phút sau thì anh ta đổ gục xuống. Tú đi vệ sinh mãi không thấy vô, Khang định đi tìm. Ra chỗ mé sông thì thấy có 2 bà bóng đen đứng đó. Khang chưa kịp hỏi chuyện thì bị một người từ phía sau lao tới siết chặt. Rất nhanh, 2 cái bóng đen đằng trước cũng áp sát, bịch dễ lao. Khang cứ thế ngất đi. Thì ra mấy người trong quán đều là chuột tinh. Tú bài kế cho Khang uống đến say mềm, rồi nhân lúc Khang không phòng bị thì tấn công. Vì từ chiều có một người thanh niên khác ngồi đó nên đám chuột tinh chưa thể bắt được. Lúc cậu ta gục xuống thì cả đám liền hành động. Tú bảo khinh 2 người lên chẹt, chở vào trong xóm trong để xẻ thịt làm khô. 2 tên chuột tinh đánh khiêng người thanh niên luôn thì bỗng nhiên cậu ta xoay người tung một đòn đá ngang rất mạnh, khiến cho một con gãy cổ chết tươi. Đám chuột tinh còn lại liền trung sợ lui về phía sau. Tú quát lên: Thằng chó, mày lại! Người thanh niên kia chưa kịp trả lời thì ở phía sau Khang cũng đã kề dao vào cổ Tú rồi nói: Quả nhiên không ngoài dự đoán, bọn mày cũng lộng hành lắm, hôm nay bọn tao đập chết cho bằng hết. Dứt lời thì cũng giết luôn Tú. Tên còn lại định chạy thì bị người thanh niên kia chặn đầu, đấm một quyền cũng thổ huyết mà chết đi. Ả chủ quán quỳ xuống kêu khóc. Khang tới đấm mạnh vào thái dương, ả và đứa bé quá ra lại thành con chuột to như con heo 2 tháng. Khang vùng dao chặt đứt đuôi, thế là chẳng làm hại ai được nữa. Khang chắp tay chào rồi nói: Vị huynh đài này đã ra tay tương trợ, Quách tôi cảm ơn rất nhiều. Chẳng hay tên họ là gì để tiện xưng hô. Khách sáo khách sáo, tôi họ Phương, tên là Kiến Thành, hay gọi tôi là Bật cũng được. Thì ra bạn của Kiến Thanh lần đó đi ngang cái vùng này bị đám chuột tinh tấn công, tuy chạy thoát nhưng bị thương rất nặng. Chúng biến quá khôn lường, khi thì giả làm người đưa đò, khi thì giả làm hàng quán, khách điếm,
dẫn dụ người qua đường rồi giết ăn thịt. Kiến Thanh lần này đến định bắt tại trận, cũng may có Quách Khang tương trợ, cho nên công việc nhẹ đi phần nào. Kiến Thanh hỏi Quách Khang biết được cái bọn này là chuột tinh từ khi nào. Khang đáp từ mấy lúc vào quán, thấy Trần Nhan đâm vào da thịt đau nhói, cho rằng cả quán đều là chuột tinh. Hai người thấy trời vẫn còn mưa, dù gì rượu trong quán này đúng là ngon, chẳng có độc, lại có sẵn cá lóc. Thế là hai người ngồi đối ẩm cho tới sáng, kết làm huynh đệ. Kiến Thanh tuy cũng phiêu lưu, trừ yêu diệt ma, nhưng từ trước tới giờ chỉ đi theo những lục lâm khác, chưa hẳn đứng vào một hàng ngũ nào. Từ đó, Quách Khang là anh hai, dẫn theo Kiến Thanh cùng đi săn lan đập miễu. Lúc sáng cả hai định trời đi, Quách Khang mới lấy hai cái răng nanh của con chuột tinh lớn nhất, chia cho Kiến Thanh một cái, mình giữ một cái, coi như tính vật huynh đệ. Lúc đang lấy răng thì phát hiện ra, trong xó quán có một cái túi da, đoán chừng là của người khách xấu số trước đó mà đám chuột chưa kịp phi tan. Cả hai mở ra xem, thì thấy bên trong là một tấm da trâu, có ghi chép những sử liệu, cùng với một tấm bản đồ, có tên là Thiên Lâm Thần Điện Quán Đồ. Cả hai đều hứng thú với tấm bản đồ này, hẹn nhau khi nào đủ điều kiện sẽ vào lưu cự săn lan. Ít lâu sau, Kiến Thanh báo cho Quách Khang một số hung tin, bảo rằng thần tài cũng đang nhắm tới tấm bản đồ đó. Lần đó bọn chuột tinh đã giết nhầm người săn hạng của thần tài, do không biết tấm bản đồ cho nên bỏ đi. Hiện tại cả hai đang gặp nguy hiểm rất lớn. Quách Khang thấy chi bằng nhân lúc này đột nhập lưu cự luôn một thể. Kiến Thanh đồng ý. Bây giờ Khang đem con gửi cho một người bạn ở chợ lớn nhờ trông coi giúp, cùng với Tuyết Hoa và Kiến Thanh tiến vào trong lưu cự. Nhưng đi chưa được bao lâu thì thần tài đã chặn đầu, tìm cách cướp lấy tấm bản đồ. Quách Khang và Kiến Thanh biết rằng thần tài là một đám lật lọng, chẳng thể tin được. Lúc này có giao bản đồ ra cũng sẽ bị giết thôi, chi bằng chia nhau ra mà trốn. Kiến Thanh đồng ý. Quách Khang và Tuyết Hoa lên lại chợ lớn đem con về. Trên đường đi thì bị thần tài phục kích. Đứa bé 9 tuổi khi đó chứng kiến một đám sát thủ đến truy sát ba mẹ của mình. Chúng đều có khuôn mặt lạnh như sắt đá, xuống tay nhanh gọn. Thằng bé con thì sợ hãi trốn vào trong một góc, cả khóc cũng không dám. Một lát sau khi giết xong Quách Khang và Tuyết Hoa, có một tên sát thủ phát hiện ra thằng bé. Tên này lao tới định một dao giết luôn, thì bị một nữ sát thủ chụp tay lại, không cho giết, bảo tên ấy đi ra ngoài. Nữ sát thủ đó tiến tới gần, nhìn vào mắt đứa bé, phía sau nghe tiếng người dục. Nhanh lên, chúng ta còn phải về báo cáo với hội chủ nữa. Người phụ nữ đó nói một câu mà đứa bé ấy không bao giờ quên. Ta và nhóc giống nhau, cha mẹ đều là thứ quá xa vời, ta sẽ không giết nhóc. Đứa bé chìm vào trong sợ hãi, phải tới mấy tiếng đồng hồ sau mới có người phát hiện ra vụ giết người. Thế là đứa bé được đưa vào viện mồ côi. Nó lầm lì, ít nói, nhưng gan dạ dũng cảm. Trong một đêm mưa gió, nó nhớ lại ánh mắt tàn độc của đám sát thủ, liền lẻn ra khỏi cô nhi viện, trốn chạy. Chạy mãi, rồi lên tới Sài Gòn, làm đủ thứ nghề sinh sống. Rồi như một duyên số, nó trở thành săn lan. Nó ngày đêm tìm hiểu về những kẻ đã giết cha mẹ của nó. Mãi về sau, nó mới nhớ ra được cái tên thần tài. Đứa bé đó chính là Quách Vệ Hùng. Anh Hùng kể xong, chúng tôi ai cũng im lặng, chẳng nói được câu nào, kể cả là an ủi. Anh rít một hơi thuốc, rồi chộp chai gò đen của thằng Sinh uống một hơi dài. Anh nói: Lưu cự với anh có quá nhiều ân oán. Lần này giúp Vi cũng chính là để trả thù cho gia đình của mình. Khi nãy nhận một đá của Tăng Kiều Trâm, anh không thể nào quên được khuôn mặt của bà ta. Có vẻ bà ta dùng ngoại biến để mà giữ gìn nhan sắc, nợ nần lãi bao nhiêu với thần tài. Phen này anh quyết trả cho hết. Tu Linh gắt lên: Thương tật tùm lum mà còn uống rượu nữa. Câu nói vậy nhưng vẻ mặt đượm buồn, tựa như sắp khóc. Tâm lý chung của cả đám là như vậy. Lần này quyết ăn thua đủ với đám Na Long Hội và cái bọn thần tài kia.
Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của Thần Điện Lưu Cự, Thiên 4 Cửu Long Hóa Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8 nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.